Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tin tức của chúng tôi hôm nay có những tin đáng chú ý như sau. Bà Hoa Xuân Ánh thách thức Mỹ nào cùng chơi. Vợ quá của cụ Lê Đình Kình chính thức gửi đơn tố giác vụ giết chồng bà. Vụ đồng tâm, luật sư nói các ông hiểu chức mang thương tích nhưng vẫn đang còn sống. Và một số tin tức đáng chú ý khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà Hoa Xuân Ánh thách thức Mỹ nào cùng chơi. Phản ứng trước các động thái Washington chuẩn bị cắt giảm 60 phóng viên thường trú của Trung Cộng tại Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hoa Xuân Ánh đã viết trên Twitter hôm 3 tháng 3. Bây giờ Mỹ đã khởi động trò chơi, nào thì cùng chơi. Hôm 3 tháng 3 trên Twitter, bà Hoa Xuân Ánh đã viết đối ứng 29 cơ quan truyền thông Hoa Kỳ tại Trung Quốc và 9 cơ quan Trung Cộng tại Hoa Kỳ, thị thực nhập cảnh nhiều lần vào Trung Cộng và thị thập nhập cảnh vào Mỹ. 21 nhà báo Trung Quốc đã bị từ chối thị thực kể từ năm ngoái. Bây giờ Mỹ đã khởi động trò chơi. Vậy thì nào, chúng ta cùng chơi. Tuyên bố trên được cho là nhắm tới quyết định của Mỹ hôm 2 tháng 3 chuẩn bị cắt giảm số phóng viên thường trú Trung Quốc tại Mỹ từ 160 xuống còn 100 người vào ngày 13 tháng 3 tới đây. Có 5 cơ quan truyền thông của Trung Quốc đã bị cắt giảm phóng viên gồm Tân Hoa Xã, mạng lưới truyền thông toàn cầu Trung Quốc, CGTN, Đài Phát thanh và Quốc tế Trung Quốc, CRI, Nhật báo Trung Quốc và Nhân dân Nhật báo. Việc cắt giảm diễn ra sau khi Mỹ coi 5 cơ quan truyền thông trên là thực thể tương tự đại sứ quán, yêu cầu phải cung cấp thông tin về nhân viên tại Mỹ. Cơ quan này cũng được yêu cầu phải xin phép trước khi mua hoặc thuê bất động sản mới ở Mỹ. Giới chức Mỹ cáo buộc trong nhiều năm qua Đảng Cộng sản Trung Cộng đã thực thi cơ chế giám sát, bối rối và đe dọa ngày càng nghiêm ngặt đối với phóng viên Mỹ cũng như giới phóng viên nước ngoài nói chung đến Trung Quốc làm nhiệm vụ. Đây là một vấn đề tồn tại lâu dài, phía Mỹ đã không ngừng kêu gọi Bắc Kinh cải thiện cách đối xử với các phóng viên báo chí nước ngoài. Quan chức Mỹ cũng cho biết động thái mới này không liên quan đến bất kỳ sự cố cụ thể nào. Tuy nhiên, có nhắc đến sự cố mới đây phóng viên của Wall Street Journal bị Trung Quốc trục xuất là trường hợp gây sốc. Trước đó, Bắc Kinh đã trục xuất 3 phóng viên của Wall Street Journal WSG có liên quan đến bài bình luận Trung Quốc, con bệnh thực sự của châu Á, đăng trên trang nhất của WSG hôm 3 tháng 2. Bắc Kinh chỉ trích bài viết là phân biệt chủng tộc, giật gân cũng như chỉ trích và vì tạp chí không xin lỗi chính thức. Trên Twitter, bà Hoa Xuân Ánh đã lên án hành động trên của Mỹ là một bước đi nữa của đàn áp chính trị và đạo đức giả trong tự do báo chí của Mỹ, tố Mỹ định kiến và ngăn chặn đối với truyền thông của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Ánh cũng dẫn thông tin rằng Mỹ có 29 cơ quan truyền thông tại Trung Quốc, trong khi con số này của Trung Quốc tại Mỹ là 9. Trung Quốc cấp thị thực cho Mỹ nhiều lần, còn Mỹ chỉ cấp thị thực cho Trung Quốc một lần. Và đã có 21 nhà báo Trung Quốc bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ từ năm ngoái. Trước đó, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng tuyên bố động thái của Mỹ là hành động bắt nạt bá quyền, đồng thời cho rằng quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mang lại tác động tiêu cực và gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ của hai nước. Liên quan đến vấn đề liệu Bắc Kinh có biện pháp trả đũa hay không, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phía Mỹ cũng đã sẵn sàng trong trường hợp nếu Bắc Kinh quyết định đi theo hướng tiêu cực mà không phải là tăng cường cởi mở với phóng viên nước ngoài. Vợ quá cụ Lê Đình Kình chính thức gửi đơn tố giác vụ giết chồng của bà. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, bà Dư Thị Thành, vợ quá của cụ Lê Đình Kình, chính thức làm đơn tố giác tội phạm gửi đến một số cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ hành vi giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với chồng bà là cụ Lê Đình Kình. Cụ Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân đồng tâm về việc giữ đất, đã bị bắn chết ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi hàng ngàn cảnh sát cơ động được điều đến làng Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ các mục tiêu khi xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn cách đó khoảng 3 km.
Trong đơn, bà tả chi tiết những vết tích trên thân thể mà bà gọi là tan nát của ông Lê Đình Kinh khi gia đình nhận xác về, như đầu bị bắn một viên đạn, ngực bị bắn một viên đạn, đầu gối bị bắn rất nhiều viên đạn khiến chân gần như đứt lìa, bụng và ngực của ông bị mổ toang như để khám nghiệm tử thi, dù không ai trong gia đình tôi được chứng kiến việc đó. Bà cũng trình bày rõ việc mọi việc diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 như thế nào ngay tại nhà bà. Phóng viên trò chuyện với bà qua điện thoại vào tối ngày 4 tháng 3 năm 2020 thì được bà cho biết là bà đã gửi đơn hôm 3 tháng 3 năm 2020 với mong muốn minh oan được cho chồng của bà, ông Lê Đình Kinh. Bà nói: "Chính mắt tôi chứng kiến mọi chuyện lúc 3 giờ sáng, tôi chỉ muốn yêu cầu các cơ quan chức năng minh oan cho ông Kinh chồng tôi, từ đó giải quyết cho các cháu đang bị tạm giam. Các cháu bị thương nặng quá mà giam ở trại thì tôi lo ngại lắm. Ông hiểu, với cháu chức bị nặng quá mà mang về trại thì không biết có sống nổi không. Đơn tố giác và hành vi giết cụ Kình tôi không biết họ có giải quyết như thế nào. Tôi mong trước hết họ cho các cháu đi viện chăm sóc sức khỏe chứ nguy hiểm quá. Tôi chỉ biết gửi bưu điện thôi chứ chẳng biết làm thế nào. Chỉ mong minh bạch mọi chuyện cho gia đình không bị oan, minh oan cho ông Kình, oan ức quá." Hết trích. Bà Thành nói thêm rằng bà chỉ mong các cơ quan chức năng cũng như trong truyền thông trong và ngoài nước lên tiếng để mọi chuyện được sáng tỏ. Chứ hiện nay bà không được tiếp xúc với con cháu của bà trong trại giam, mà phía công an cũng không nghe trình bày của bà. Luật sư Ngô Anh Tuấn, một người trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai, nói với phóng viên về lá đơn của cụ Dư Thị Thành. Đích thân bà Dư Thị Thành, vợ người bị hại, làm và nộp đơn thì chắc chắn họ phải phản hồi. Đơn được gửi cho ba cơ quan là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Nếu không có sự phản hồi nào thì đại diện cho người bị hại chúng tôi có quyền khiếu nại đi nơi khác. Hết trích. Theo nhận định của luật sư Ngô Anh Tuấn thì tuy đơn được gửi đến ba nơi nhưng ông hy vọng cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có khả năng phản hồi cao nhất, bởi đây là cơ quan độc lập hơn hai cơ quan kia, đều là phía công an trong trường hợp này. Trong buổi trò chuyện với phóng viên tối ngày 4 tháng 3 năm 2020, bà Dư Thị Thành nhiều lần xót xa, nghẹn lời khi nhắc đến những người con, người cháu của bà đang bị bắt giam với tình hình sức khỏe tồi tệ qua những thông tin từ luật sư mà bà được biết. Luật sư Lê Văn Hòa, một trong số các luật sư tham dự buổi hỏi cung của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đối với hai bị can Lê Đình Công và Lê Đình Chức, viết trên Facebook cá nhân của ông rằng ông Chức vẫn còn sống chứ chưa chết như tin đồn. Vết thương vỡ ở đầu trong tình trạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã gây hiện tượng có lúc nhớ, lúc quên và nửa người bên trái vẫn bị liệt. Ông Lê Đình Công đi lại và trí nhớ bình thường và các vết thâm bầm trên mặt khi xuất hiện trên VTV hồi tháng trước nay không còn nữa. Luật sư Lê Văn Hòa gợi ý cho gia đình để có thể viết đơn gửi đến các cơ quan điều tra xin phép gửi thuốc men để nhờ trại giam chuyển cho người thân để trị bệnh và bồi dưỡng sức khỏe. Luật sư Hà Huy Sơn cho phóng viên biết tình trạng của ông Bùi Viết Hiểu và bà Trần Thị Phượng tối ngày 4 tháng 3 năm 2020. Xin trích: "Ngày hôm qua tôi có gặp ông Bùi Viết Hiểu, sinh năm 1943, là thương binh. Tôi gặp khi tham dự buổi hỏi cung với điều tra viên. Tại buổi hỏi cung, ông Hiểu cho biết từ khi bị bắt là ngày 9 tháng 1, họ đưa ông vào viện mổ. Đến ngày 17 tháng 1 thì đưa bệnh xá tại trại tạm giam 02C của Bộ Công an Hà Nội cho đến nay. Mổ nội soi hành tá tràng, thủng ba lỗ, đứt hai đoạn đại tràng, mổ bó bột, bàn chân bị vỡ xương. Hiện ông đang phải đeo túi hậu môn nhân tạo. Đó là tình trạng sức khỏe của ông Hiểu cho tôi biết." Người thứ hai là Trần Thị Phượng, sinh năm 1984. Chị Phượng ra đầu thú vào ngày 11 tháng 1. Sức khỏe của chị Phượng hiện bình thường. Chị cho biết trước khi bị đánh vào đầu, thời gian đầu chị bị đau và không gội được đầu. Đến ngày hôm qua tôi gặp thì tình trạng này đã đỡ rồi. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết, nhìn ở bên ngoài thì ông Hiểu và bà Phượng làm việc minh mẫn, còn tình trạng đau đớn thì không ai có thể hiện ra ngoài, nên ông không thể khẳng định được họ có đau đớn gì không. Bà Dư Thị Thành cho chúng tôi biết rằng bà không được vào thăm con cháu, cũng không ai trong chính quyền nghe bà nói, nên cách duy nhất là bà làm đơn gửi qua bưu điện.
Nếu không nhận được phản hồi thì bà sẽ gửi tiếp. Luật sư Ngô Anh Tuấn bày tỏ hy vọng, tôi nghĩ họ sẽ không im lặng được trong trường hợp này, bởi đối với một cái chết thì phải có nguyên nhân, phải có lý do. Do đó họ phải có văn bản phản hồi rõ ràng. Chúng tôi sẽ dựa trên văn bản đó để có thể yêu cầu tiếp theo họ có thể im lặng được. Ngoài đơn tố giác tội phạm của bà Dư Thị Thành, một đơn tố giác cũng được công khai hôm 20 tháng 1 năm 2020. Đơn này do các nhân sĩ trí thức cùng với lại nhiều người khác cùng quan tâm ký tên. Tính đến hôm nay đã có khoảng 100 chữ ký. Vụ Đồng Tâm, luật sư nói ông hiểu ông Chức mang thương tích nhưng vẫn đang còn sống. Hai luật sư hôm 3 tháng 3 cho biết ông Bùi Viết Hiểu và Lê Đình Chức vẫn sống và mang trên người một số thương tích sau khi bị bắt trong vụ cảnh sát Việt Nam đột kích vào xã Đồng Tâm, Hà Nội hồi đầu tháng 1 năm 2020. Ông Hiểu và ông Chức cùng với hai người khác bị công an bắt hôm 9 tháng 1 và bị khởi tố sau đó 4 ngày trong vụ án được nhà chức trách gọi là đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, giới hoạt động vì tiến bộ xã hội lại xem vụ việc là một tội ác rất lớn của nhà cầm quyền. Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền trở nên gay gắt từ năm 2017 lên đến đỉnh điểm là một cuộc đột kích cách đây gần 2 tháng. Trong vụ này, thủ lĩnh nông dân Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị thiệt mạng khi cảnh sát cơ động đột kích trước lúc trời sáng vào ngôi nhà của ông và con cháu ở xung quanh. Ba viên cảnh sát cũng chết trong vụ này. Nhà chức trách cáo buộc các con cháu của ông Kình ném bom cháy vào ba người này khi họ rơi xuống một giếng trời trong quá trình diễn ra đột kích. Luật sư Hà Huy Sơn hôm 3 tháng 3 cho chúng tôi biết ông Bùi Viết Hiểu, người được xem là nhân vật số 2 sau thủ lĩnh Lê Đình Kình, hiện vẫn còn sống và có một số thương tích. Tôi gặp ông Hiểu khi tham dự buổi hỏi cung với điều tra viên. Ông Hiểu nói rằng từ khi tạm giam, ông không bị đánh đập, tra tấn, luật sư Sơn kể lại với phóng viên. Ông Hiểu, 77 tuổi, cho hay trong tháng 1, ông trải qua 3 cuộc phẫu thuật vì bị thủng tá tràng, đứt đại tràng và vỡ xương bàn chân. Hiện ông đang phải đeo túi hậu môn nhân tạo, theo lời của luật sư Sơn. Khi được phóng viên hỏi liệu các thương tích này là do đạn bắn hay nguyên nhân nào khác, luật sư trả lời rằng ông chưa thể cung cấp thông tin vụ việc vẫn trong giai đoạn điều tra. Ông Sơn nói thêm ông được con gái ông Hiểu mời bào chữa cho bị can này. Hơn 20 bị can, trong đó có ông Hiểu, bị khởi tố về tội danh giết người, tàng trữ vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Luật sư Hà Huy Sơn nói với phóng viên, tuy nhiên ở giai đoạn hiện nay chưa rõ nhà chức trách sẽ áp các điều khoản nào và mức hình phạt cụ thể như thế nào đối với các bị can, theo lời của luật sư. Về hai bị can khác là các con trai của ông Lê Đình Kình, luật sư Lê Văn Hòa trong cùng ngày 3 tháng 3 thông báo với gia đình của họ rằng ông Chức vẫn sống chứ không chết như tin đồn và ông Công không có vấn đề gì bất thường về thể chất và sự minh mẫn. Trên Facebook cá nhân, luật sư Hòa cho biết ông cũng đã dự cùng với công an Hà Nội với hai bị can kể trên và gia đình họ có thể yên tâm. Tuy nhiên, ông Hòa cho hay ông Chức bị vỡ đầu trong vụ đột kích rạng sáng 9 tháng 1 và vết thương này gây hiện tượng có lúc nhớ lúc quên và nửa người bên trái vẫn bị liệt. Mặc dù ông Chức nói rằng tình trạng liệt nửa người có dấu hiệu đỡ hơn, luật sư Hòa thuật lại trên trang cá nhân. Trong khi đó, ông Lê Đình Công đi lại và trí nhớ bình thường. Ngoài ra, các vết thâm bầm trên mặt cho thấy lúc khi quay video thú tội trên VTV chiều hồi tháng trước nay đã không còn nữa, luật sư cho biết. Vài tuần sau khi vụ Đồng Tâm xảy ra, giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú, người thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam, đưa lên mạng hai bài phân tích mang tên Tội ác Đồng Tâm, dài tổng cộng 66 trang. Trong đó hai bài này, giáo sư Phú hiện cũng là viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Đức, liệt kê nhiều bằng chứng để khẳng định người dân Đồng Tâm hoàn toàn vô tội. Ông Lê Đình Kình bị công an tra tấn và giết hại hết sức dã man và ba công an bị chết thiêu không thể do nhân dân Đồng Tâm gây ra mà là việc làm của công an nhằm đổ tội cho người dân Đồng Tâm. Theo quan sát của phóng viên, sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan báo chí thuộc chính quyền đưa ra các phát ngôn, nhiều bài viết dài thể hiện quan điểm rằng công an không đàn áp người dân Đồng Tâm. Một số người dân địa phương đã sai khi
chống người thi hành công vụ và việc các nhà hoạt động phát tán thông tin về vụ việc Đồng Tâm là hành động chống phá Đảng và Nhà nước. Giới hoạt động và những người ủng hộ người dân Đồng Tâm bác bỏ những quan điểm nêu trên và kêu gọi điều tra độc lập với hy vọng chỉ có như vậy mới bảo vệ được sinh mạng mong manh của những người dân đang bị giam giữ, hiện đối mặt với mức án cao nhất có thể lên đến tử hình. Dịch COVID-19 ngày 6 tháng 3, dịch lan rộng ra 19 bang của Mỹ, 14 ca tử vong. Mỹ đến nay ghi nhận ít nhất có 210 người nhiễm, 14 ca tử vong. Cùng ngày, Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách khẩn cấp 8,3 tỷ đô la. Mỹ dịch lan ra 19 bang và 14 ca tử vong. Theo cập nhật lúc 8 giờ 25 phút sáng nay 6 tháng 3 giờ Việt Nam của báo New York Times, hiện số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ là ít nhất 210, trong đó ít nhất thêm 52 ca mới được ghi nhận trong ngày 5 tháng 3 giờ địa phương. Số ca tử vong đến nay là 14. Đến nay, dịch đã lan đến 19 bang của Mỹ với bang mới nhất phát hiện có ca bệnh là Maryland. Nhân viên Liên Hợp Quốc đầu tiên nhiễm bệnh. Truyền thông châu Phi đưa tin một nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Senegal đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Bà cũng là nhân viên đầu tiên của Liên Hợp Quốc nhiễm virus SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn cầu. Đến nay, Senegal đã ghi nhận 4 ca nhiễm, trong đó có một phụ nữ người Anh vừa trở về từ Dakar sau chuyến đi London, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tại Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày sau khi phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở thị trấn Bethlehem ở khu bờ Tây. Đến nay, Palestine đã xác nhận có 7 trường hợp nhiễm bệnh. Triều Tiên ngừng cách ly 221 người nước ngoài. Ngày 6 tháng 3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Bình Nhưỡng đã bãi bỏ chế độ cách ly đối với 221 trong số khoảng 380 người nước ngoài do những lo ngại về dịch COVID-19. Mặc dù KCNA không đề cập đến thành phần của những người nước ngoài bị cách ly, song các thông tin của cảnh báo cảnh giới cho biết các nhà ngoại giao nước ngoài đã được kết thúc một tháng cách ly ở Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Ý cáo buộc đài CNN bóp méo sự thật. Theo hãng tin Reuters, số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 41 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148, trong khi đó tổng số ca nhiễm ở nước này hiện lên 3.858. Ngày 5 tháng 3, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio đã cáo buộc đài CNN của Mỹ bóp méo sự thật khi phát hình ảnh một bản đồ cho thấy các ca bệnh COVID-19 xuất phát từ Ý. Theo hãng tin AFP, ông Luigi Di Maio đã đăng trên lên tài khoản Facebook của ông ảnh chụp màn hình của một bản đồ của đài CNN. Bản đồ cho thấy hàng loạt mũi tên màu đỏ xuất phát từ Ý ra khắp nơi như châu Á, châu Úc, châu Âu và châu Mỹ. Bên trên bản đồ là dòng chữ các ca nhiễm virus corona liên quan tới Ý. Ngoại trưởng Ý nói rằng bản đồ này trông như thể Ý dường như là nguồn gốc của sự bùng phát COVID-19. Nga hủy diễn đàn kinh tế Bilderberg. Hãng tin Interfax dẫn lời của Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov ngày 5 tháng 3 cho biết Nga đã hủy diễn đàn kinh tế quốc tế Bilderberg thường niên vì COVID-19. Diễn đàn này thường do Tổng thống Nga Putin chủ trì, lúc đầu dự kiến được tổ chức tại thành phố Petersburg từ ngày 3 tháng 6 tới ngày 6 tháng 6. Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách 8,3 tỷ đô la. Ngày 5 tháng 3, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật giá trị 8,3 tỷ đô la với số phiếu gần như tuyệt đối 96-1 nhằm kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và giúp phát triển vaccine, theo hãng tin Reuters. Trước đó một ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách khẩn cấp 8,3 tỷ đô la này với đại đa số phiếu ủng hộ 415-2. Tổng thống Mỹ Donald Trump được kỳ vọng là sẽ ký dự luật này sau khi dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua. Còn ở Anh, số ca nhiễm lên 115 ca và có ca tử vong đầu tiên. Bộ Y tế Anh cho biết tính đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 3 giờ địa phương có 18.083 người được xét nghiệm COVID-19 ở Vương quốc Anh, trong đó có 17.968 người âm tính và 115 người dương tính.
Nước này đã ghi nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên là một bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền. Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các quan chức nước này sẽ tăng cường chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dịch COVID-19. Họ dự đoán COVID-19 sẽ lây lan một cách đáng kể. Hiện có khả năng cao virus corona chủng mới sẽ lây lan một cách đáng kể, người này nói. Còn ở Pháp, Pháp đã ghi nhận tổng cộng 7 ca tử vong do COVID-19, trong khi đó số ca nhiễm ở nước này đã lên 423 ca. Brazil đã ghi nhận ca nhiễm thứ 8. Nhà chức trách y tế Israel đã tường thuật trường hợp lây lan trong cộng đồng đầu tiên, số ca nhiễm tại đây đã tăng lên 13 ca. 100 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc. Theo cập nhật của hãng tin Yonhap, cuối ngày 5 tháng 3 đã có tổng cộng 100 quốc gia vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh, siết chặt quy trình kiểm dịch đối với người đến từ Hàn Quốc. Nhật Bản thông báo cách ly người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Phát biểu sau một cuộc họp chính phủ ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay nước này sẽ siết chặt các biện pháp liên quan đến nhập cảnh đối với những người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Hai quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Theo đó, những người Hàn Quốc và Trung Quốc tới Nhật Bản sẽ bị cách ly tại các điểm chỉ định của nước này trong vòng 2 tuần. Biện pháp này có hiệu lực từ 9 tháng 3 cho hết tháng 3 năm 2020. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.